Xin chào quý vị và các bạn. Trong những ngày tới, các tỉnh Bắc Bộ sẽ nằm sâu trong khối không khí lạnh mạnh, tăng cường mạnh. Do vậy, nhiệt độ cả ngày lẫn đêm sẽ giảm sâu và duy trì ở mức rất thấp, gây ra thời tiết rét đậm, rét hại trên toàn bộ khu vực. Bên cạnh đó, thời tiết trong ngày sẽ có chuyển nhiều mây, có mưa rào nhỏ vài nơi và hầu như không nắng. Nhiệt độ cao nhất cũng chỉ từ 14 cho đến 18 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 18 độ. Với kiểu thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài liên tục trong khoảng 3 ngày tới, vậy nên sẽ không thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Du khách đến với Bắc Bộ cần phải trang bị cẩn thận quần áo và các dụng cụ giữ ấm để bảo vệ cho sức khỏe. Đối với các tỉnh Trung Bộ, thời tiết trong những ngày tới cũng sẽ chịu ảnh hưởng chính bởi hoạt động của khối không khí lạnh tăng cường mạnh. Trong đó, ở các tỉnh Bắc Trung Bộ, do nằm sâu gần trung tâm của khối không khí lạnh tăng cường, vậy nên thời tiết chuyển rét đậm và trong ngày chủ yếu có mưa rào vài nơi. Nhưng xuống đến với các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ, do chịu ảnh hưởng kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao hoạt động mạnh, nên ở các khu vực này sẽ mây đối lưu phát triển mạnh, gây mưa rào và dông nhiều nơi, có nơi mưa vừa và mưa to. Trong cơn dông cần phải đề phòng với nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh. Hơi lạnh kết hợp với mưa cũng gây giảm nhiệt sâu trên các khu vực này, trời chuyển rét ở Trung Trung Bộ và chuyển lạnh ở Nam Trung Bộ, với nhiệt độ thấp nhất trên toàn bộ khu vực này phổ biến trong khoảng từ 18 cho đến 22 độ. Đến với các tỉnh vùng cao Tây Nguyên, thời tiết có xu hướng tốt và ổn định trong những ngày tới. Với kiểu thời tiết ngày nắng nhẹ và đêm chỉ có mưa rào vài nơi, do vậy, thời tiết sẽ thuận lợi hơn cho các hoạt động du lịch. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh đang tăng cường, nên trong những ngày tới, nhiệt độ trên khu vực này cũng sẽ giảm thêm khoảng từ 1 cho đến 2 độ. Đặc biệt là vào ban đêm trời sẽ chuyển rét, với nhiệt độ thấp nhất chỉ từ khoảng 14 cho đến 18 độ, riêng Đà Lạt là từ 10 cho đến 12 độ. Do vậy, du khách cũng nên chú ý giữ ấm vào ban đêm. Không khí lạnh tăng cường mạnh và liên tục khuếch tán xuống phía Nam, mang theo trường gió đông bắc lạnh và khô, chi phối thời tiết của khu vực Nam Bộ. Do vậy, trong những ngày tới, toàn bộ khu vực phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào nhỏ vài nơi. Nhưng bên cạnh đó, nhiệt độ ban đêm cũng sẽ giảm khoảng từ 1 cho đến 3 độ, vậy nên trời chuyển lạnh về đêm và sáng. Cũng nằm trong xu thế thời tiết thuận lợi nên tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, trong 3 ngày tới, thời tiết phổ biến là ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, vậy nên rất thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời, cũng như du lịch biển tại đây. Nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong khoảng từ 30 cho đến 31 độ, thấp nhất về đêm và sáng sẽ giảm về từ 22 cho đến 23 độ. Thưa quý vị, là một bờ biển nối liền hai huyện Bình Châu và Long Hải, Hồ Tràm nằm ở huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ, sạch sẽ và trong lành. Nơi đây có đường bờ biển dài hơn 32 km, cùng những bãi cát trắng bằng phẳng, biển trong xanh, hàng phi lao xanh ngát trải dài theo bờ biển. Có lẽ chính vì vậy mà Hồ Tràm đã từng được CNN Go bình chọn là một trong những bãi biển hoang sơ đẹp nhất thế giới. Đến với Hồ Tràm, ngoài tắm biển, nghỉ ngơi hay là tản bộ dưới những tán rừng phi lao xanh mướt, tận hưởng những cơn gió biển lồng lộng, du khách còn có thể cắm trại, tham gia các hoạt động vui chơi tắm biển đầy thú vị như là lướt ván, chơi bóng chuyền, khám phá cuộc sống của người dân làng chài, ghé thăm cảng cá với hàng trăm thuyền ghe tấp nập neo đậu, buôn bán để có thể cảm nhận được không khí nhộn nhịp, đông vui của miền biển vào sáng sớm. Ngoài du lịch biển, Hồ Tràm còn có rừng nguyên sinh nổi tiếng Bình Châu Phước Bửu. Đây được xem là lá phổi xanh của huyện Xuyên Mộc với mảng xanh trải rộng hơn 10.800 hecta. Vậy nên rất thích hợp cho những ai yêu thích các hoạt động gắn liền với thiên nhiên như là đi bộ xuyên rừng để khám phá hệ thực vật, động vật hay cắm trại trong rừng để hòa mình vào thiên nhiên trong lành và mát dịu. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp quý vị chuẩn bị chu đáo cho hành trình du lịch sắp tới. Sau đây sẽ là chi tiết nhiệt độ các điểm du lịch lớn trên cả nước. Xin chào và hẹn gặp lại!